I don't see anything. À, có một team bay hướng 35. Bây giờ mới rơi dù kìa. Ôi giời ơi, Tuấn ơi. Ơ, cái tắc kia. Nó rơi ở khu trên rồi, thôi thôi bỏ. Kiếm xe rồi mình đi. Có xe đôi. Có xe đôi á, xe gì? Cái xe giúp tôi. Em có khẩu sơn này. Khẩu gì? Ôi nó bắn. Có đi luôn không? Đi luôn không? Công. Đi. Lấy xe ra đây, đi. Hai đứa tụi bay công. Xe đôi này, đi ai đi cùng anh không? Nhanh không nó hồi giờ. Ghê nó có súng á. Đi. Chuẩn bị này. Đây một thằng nhảy đây. Ngoài cái anh em, ngoài đứa thì anh em. Okay. Ơ, có thằng giết chết nó rồi kìa. Trong nhà em ơi. Lên tầng 2. Có thằng ngoài. Nốc thằng ở ngoài tiếp. Hình như vẫn còn nữa đấy. Nó. Đi hả anh? Chưa. Hết đạn rồi em ơi, hết đạn rồi, có đạn không cho anh? Đạn gì? Đạn xanh. Này anh em. Còn không thì cho. Năm tiêu viên kìa. Ok. Có thằng anh bắn thôi. Đi, có, nó vẫn còn. Chỉ biết kiếm xe đi theo bọn em nhá. Chị đang chạy qua, bỏ đi, qua. Đi kìa. Thằng này là em bắn à? Em, ê chị. À. Em ăn có mỗi mạng. Kìa, đằng sau kìa. À, chị Vi à? Yeah. Rồi, để chị Vi đi. Đây, có thằng chạy ra phía trước này. Ở trong nhà. Trong nhà kìa. Ok. Ui, vội thế. Ok, ngon rồi. Thôi, đi luôn vào hang thính em ơi. Lấy ít đạn vàng đi. Có tiếng bắn làm sao kìa. Không có anh em. Ở hướng 110 anh em. Ok. Bọn đi ấy, bọn đi lấy thính. Em nghĩ thằng cuối rồi đem này. Xuống đi. Không thấy. Cái trái nhà này. Băm đi. Đây bắn đi. Ok, hay á. Thế là hết rồi đấy. Đến hàng thính không thôi. Có xe. Các bạn trẻ ơi, không có xe các bạn trẻ ơi. Ok chị. Có xe. Có xe gần mình. Đâu? Có xe nó đang chạy ngay đi. Xe 4 mới chạy qua kìa. Thế thì nó vào hàng thính rồi. Thế em với thằng gà lại đi trước. Chị ơi, chị kè lại, bọn em không biết nó ở đâu đâu. Chị phải đọc hướng cơ. Hướng 320, chị thấy đi ngang của khoảng đó thôi. 320 à? Thế là chúng nó đi vào hang thính rồi. Chị cứ đọc hướng thôi, đọc hướng nó từng xuất hiện đâu là được mà. Có xe. Đây rồi. Anh nhìn thôi. Có xe 4 luôn này, vào luôn em. Ok, xong. Hai đấy hai anh em mình cứ đâm vào nhau nên chả ai lút được. Ờ. Đấy, bay ra được. Đi rồi chị lút. Xong rồi. 235 có xúc thích sẵn lên nha. Kệ thôi chị. Mình ui ôi. Má ơi. Dầu thế. Wow. Đây người ta gọi là thông hang thính. Máu này 222 cục vớt ở đây này. Nhanh đi mọi người. Ồ, có xe tới. Hay quá, có xe tới. Nó chạy qua rồi chị ạ. Thôi tha nó đi chị. Mình vào, trong hang. Bọn này mới lút lông lông ở ngoài thôi. Chưa có lút vào trong.
Xong nó... Ê, có thể nó đi cửa kia em ạ. Nó đi cửa kia đấy. Cho anh xin ít đạn nào. Anh không có đạn. Đạn gì anh, đạn gì? Đạn xanh. Đây anh ơi, đây này, chỗ em này. Ok ok, cứ vứt ra đi anh em. Này này, lấy con beo, lấy con beo. Có chứ anh. Đó, đó, nhả đi. Em kiểm tra hòm tính đi xem còn không. Em còn đồ không? Tính ở đâu, biết đâu, em có bao giờ vào đây đâu. Kia kìa, hòm tính ở hướng nghe kìa. Chị thấy, chị biết, chị thấy. X2 à, rác 2 nhầm. Ui M24 thơm luôn. Có cấp 4 này, này. Có một cổ sniper mà. Có cấp 4 cho em. Kìa, ngay đây nè. Đâu? Mới thấy đâu ta? Chắc gà nhà rồi. Đâu, em có cấp 4 luôn rồi. Này em vứt lại X3 này. X3. Thôi được rồi, chị dư, chị nhiều lắm. Còn có cấp 3 ra ra lấy không? X3 lấy cho em anh ơi, X3 cầm. Đây anh vẫn đang cầm X3. Ui, đoạn này nó còn chưa loot cơ. Có nghĩa bọn này nó mới đến đầu hang thính mà nó đã giàu như vậy thì rồi. Thì nó mới quái đồ chị mẹ. Qua thôi mà. Chị nói nó mới. Bọn này chắc là loot từ xa rồi anh ạ. Ừ. Giàu từ ngoài kia. Nhập thanh sniper này anh ơi. Ok, tí đưa anh. Thôi đi, thế mình rút thôi. Đi. Nó mang cả xe ngay cái xe để đợi anh ấy qua đây. Nó mang cả xe 4 đến cho mình thì ngon luôn chứ còn gì nữa. Gà có lấy cầm bay hay tốt lấy cầm bay không hả? Đây người ta gọi là con bé á, em có hai cái con bé lận cơ. Trong xác chúng nó còn con bé ấy. Còn quá trời cầm bay á. Đây người ta gọi là highlight trong hang thính, chậu khoảng highlight cân 4. Không lấy hả? Okay. Anh chỉ nói là một cân 4 như hai đâu. Có bằng đánh cho em, có ai lấy không? Không chị ơi, thì mình giàu lắm rồi. Ok. Lấy xe luôn. Ủa? Vãi rồi. Lấy chú Hoàng rồi. Thôi, ok. Đây, con bé ở đây, ngay đây mà. Hồi nãy chị mới quăng đâu đó ngay đây nè. Đây. Xuống lấy đi. Đây, nó ở ngay đầu xe. Sợ em biết thấy vậy. Em lướt qua đồ anh, em nhớ mà. Em chỉ không... Em chỉ lút kiểu lút chấm chơ nhưng không có nghĩa là em không nhớ được cái chỗ nào có đồ. 235 nãy có xúc thích tăng bây giờ chắc. Này, không có tương lai. Quay lại thôi. Nhà, có người đằng sau, có người một tim, một chiếc xe luôn kìa. Enemies ahead. Oh shit. Nó gọi mình kìa. Nó gọi mình quay lại ấy. Ơ, làm gì đây? Ai bắn vậy? Bấm lộn. Sorry. Ơ, không sao. Con này nó đi ra xe mà nó đổ rồi. Tớ. Học. Đây. Kìa. Gần đây. Ok, xong. Em nhìn lẽ bên của Linh rồi, chị Vi ơi, chị Vi. Nó bắn mỗi mình em mà, nó bắn chị Vi đâu. Nó thấy chị đâu. Đúng rồi, em giả vờ bắn nó cho nó bắn em đi. Vãi nổi chị mén. Nó giàu lắm. Rồi ôi, nó giàu một cách kinh khủng luôn á. Gì vậy trời, ôi ca. Đây này, chị bắn M24 đi, em bắn K98 luôn. Ok ạ. Có X4 này ai lấy không? Này băng kích đạn cực xịn cho M24 thằng ở đây nhá. Thằng quỷ gà lấy chôm K98 rồi. Đâu? Có MK này. M24 mà. Em bắn K98, em để lại khẩu M24. À quỷ gà lấy chôm K98 rồi. Băng kích đạn cực xịn cho M24 này. Ai có check 3 không để em bắn MK? Có. Không có. Ok, vậy để em đổi MK nhé. Phải nổi chi mén. Nhắm có bắn được không đấy? Này, check bát đây. I got supplies. Người ta bắn được là không cần phụ kiện. X4 này lấy không? Để em vứt nào. Ơ? Để những thằng mà bắn mà không cần phụ kiện đấy là những thằng thể hiện, nhưng mà thể hiện những vui. Mà ai từ đâu? Nhắm mày. Trong miệng em này chị lôi ra. Nó cầm cả MK cả M24 mà chị. Nó bắn MK xuống chính mà. Còn lâu nó mới nhả ra cho chị đậu khoảng keo kì. Đây, đục ra đây. Không, đâu có. Em có hiểu không là nó có K98. Anh lấy M24, anh đang cầm M24. Anh vứt M24 ta, anh nhặt K98 vào. Đó. Mất rồi chị nhá. Mất rồi chị em. Ô,
Ô, có vết xe này. Đi theo vết xe, đi theo vết xe. Các bạn chạy đi đâu? Bác sĩ. À. Đâu rồi? Ơ, mất rồi. Vô lý. Em nghĩ là cái bác đi xe từ đây phần. Kia anh ạ, chứ không phải từ ngoài kia vào đây. Cái là cái em hồi nãy. Ờ, có thể. Khắm nhỉ? Đấy, người ta gọi là lần theo dấu vết anh em ạ. Tên nữa chứ nhỉ? Ờ. Chết nào, đi tìm dấu vết. Ui vào khu này cảm giác đầy lắm. Thốn thốn sao ấy. Ui. Chết mấy lần rồi, chết chưa kịp ngáp nữa. Em biết đi vào khu này. Giờ nó có kêu chị vô khu này, nó có bắn khu này chị cũng trả vô. À, ngày xưa bạn cứ tình của anh Tình có một lần nằm ở trong này một thời gian dài. Thế à? Nhưng mà không di chuyển đúng không? Chỉ nằm thôi đúng không? Không anh, nhưng mà vẫn thiết được 3 kill. Đãi nổi. Mấy hôm kia cái đè bo là ao tu hẹo. Khu này nó rườm rà. Nằm trong đây là lợi vãi nồi nha. Có xe ngay khu nhà giữa kìa. Kìa, có xe. Nó này. Ủa ôi, gì xác bạn tận vào trong này luôn. Ở dưới. Một. Từ trên đồi chạy xuống. Trách nhà đấy em ơi, trách nhà đã. Ơi, bên đường. Hướng 140, nhà 2 tầng. Nhà 2 tầng. Cái nhà này. Enemies ahead. Từ từ nhá. Để ý đằng sau lưng nữa đấy. Không bọn trên đồi nó móc xuống. Gà kìa. Có thích công thì công sang đi kìa. Ok, nếu anh thích thì em anh đi. Sang. Để chị Vi ở lại. Chị Vi canh cho bọn em. Nhà này. Trời ơi. Vãi rồi chị Vi ơi. Ừ. Bọn em gần chết rồi đấy. Ôi. Chị có thấy chị bắn mà. Vâng, em mà nghe được thấy tiếng chị bắn là em chết liền. Có tiếng vào 4 giờ sẵn sàng. Nhưng mà chết xong hết rồi chị mới bắn. Vãi rồi. M24 này. Tuyết đâu bắt đầu đi lên chính chủ. Khi nào bọn này nó ngồi trong nhà nó thủ không? Bắt đầu là chết lên trôn cả đống rồi anh ơi. Có tiếng. Trên nhà. Lầu 2. Ngay trên đầu mình luôn. Ôi chết. Này còn đáp bom lửa. Đâu không. Tức chặn tụi mình lên ấy. Quá đáng tiếc. Một khi công là bọn mình sẽ công rất là nhanh. Người ta gọi là công triệt để. Má hóa ra thanh niên để con xe ở đây xong rồi ngồi im trên nhà. Đâu phải khu này. Nó, mình vừa lấy con xe ở đây, vết xe mình lấy này. Khu khác. Có xe đẹp nữa. Thế là xe này của đứa nào? Sao anh sao phải mình? Lại quanh lại thôi. Xe đẹp con của đứa nào của bọn. Ê, kia. Bắn đi. Này. Mấy viên thằng quỷ. Em bắn một băng. Một băng cái đầu em á. Nào, chuẩn bị này. Trên đây em nghĩ là có người đấy. Én. Cục đá anh ơi, cục đá đấy. Enemies ahead. Bắn đi em. Đấy, đá này. Có bạn nó. Cẩn thận. Trời ơi, bắn đâu đấy hả gà ơi? Trời ơi. Gà ơi. May ấy nhá, may mà xấy vào cây chứ. Xong chạy qua mặt này, em cứ đứng ở bên đấy xong rồi em bảo là nó bắn mình. Có nhiều lúc anh không hiểu em luôn á. Đi vào luôn anh em. Đứng ở bên đấy xong rồi cứ kêu là nó bắn mình. Xuống nước nó đúng không?
đi đi đi. Không, em tưởng là anh biết thằng đấy ở đấy chứ. Biết cũng phải đứng vào góc xếp đó chứ, cứ chừa mặt ra bắn nó, nhớ nhớ nó lên đồng nó. Tại sấy, lúc đó nó sấy một băng toàn đầu là đầu sao? Thôi, là lủng thôi, là lủng đầu rồi. Kẹt kẹt kẹt. Thằng nhà dưới. Ô oh, không được không được. Đi 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 đi, được 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 được. Yên tâm. Em là đỉnh, đỉnh cao của sự di chuyển rồi. Người vận chuyển chị ạ. Nó ở bên đây. À, trên hopper ha. Ê, nó này. Ui, no, xe nổ xe nổ xe. Nó bắn ai nhỉ? Ai biết làm sao được, trời ơi. Wow. Ok, cảm ơn GAV sói nhá. Trời ơi. Em đã đăng ký fan rồi em. Em đổi thành tốn tiền chết à? Giờ bọn này nó nằm hết rồi. Nằm phục kích. Này có xe mới này, ai đi không? Xe mới đi 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 kiếm kiếm nó mà. Ờ còn có hai thằng thôi đi. Đúng rồi, đi, đúng đi. Rồi. Đi kiếm nó mà giết thôi. Á? Đúng. Đồng đội cầm hai khẩu MK và cái kết này. Ok ok. Kiểm tra mấy ta? Mấy nhìn ở đằng sau mấy cái hòn đá xem có nó không. Mấy bụi cỏ. Anh nghĩ chỉ loằng ngoằng ở đằng sau mấy chỗ này. Thấy rồi, thấy rồi. Nóc một thằng trong bụi cỏ. Đây. Má. Ảnh ghê quá anh em ạ. Ghê quá. Làm clip mần thịt phi công siêu cay khổng lồ. Lại nhảm rồi. Chị cạn lời quá à. Nếu bạn đang có nhu cầu mua nick PUBG Mobile, hãy đừng quên đến với shop tuấnhc.vn. Shop mua nick PUBG có nhiều cộng tác viên trẻ đẹp. À mà thôi.